Hiền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 3 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Hành trình gian nan của bệnh nhân ung thư, từ chối điều trị đến tia sáng hy vọng. Hành trình chống chọi với ung thư luôn ẩn chứa nhiều nỗi buồn và nước mắt, bắt đầu từ những dấu hiệu bất thường, những nghi ngờ mơ hồ, cho đến khi nhận được chẩn đoán chính thức từ các bệnh viện. Đó là một cú sốc tinh thần vô cùng to lớn đối với bất kỳ ai. Nỗi sợ hãi, lo âu bao trùm lấy tâm trí khiến bệnh nhân chìm trong hoang mang và tuyệt vọng. Điều trị tốn kém, gánh nặng cho người nghèo. Đối với những bệnh nhân có điều kiện, họ có thể tiếp tục hành trình điều trị với mổ, xạ trị, hóa trị. Tuy nhiên, chi phí cho những phương pháp này vô cùng tốn kém, trở thành gánh nặng tài chính cho cả gia đình. Nhiều bệnh nhân kiệt quệ về sức khỏe lẫn tinh thần, buộc phải dừng điều trị giữa chừng vì không đủ khả năng để chi trả. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, tia sáng hy vọng cho những số phận bất hạnh. Nhưng không phải ai cũng rơi vào đường cùng. Nơi đây, tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, những bệnh nhân ung thư nghèo được tiếp nhận và điều trị miễn phí. Các y sĩ và nhân viên nơi đây với lòng bác ái và yêu thương dang rộng vòng tay chào đón những mảnh đời bất hạnh. Họ tiếp tục chắp cánh cho những hy vọng sống, giúp bệnh nhân ung thư nghèo có cơ hội chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Hành trình tiếp tục chiến đấu. Tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, bệnh nhân ung thư được hỗ trợ điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại. Các bài thuốc nam được bào chế từ thảo dược thiên nhiên giúp hỗ trợ điều trị ung thư, giảm nhẹ các tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, nâng cao sức khỏe và hệ miễn dịch cho bệnh nhân. Bên cạnh việc hỗ trợ điều trị, các y sĩ và nhân viên tại đây còn dành cho bệnh nhân sự quan tâm, động viên về mặt tinh thần. Họ giúp bệnh nhân giải tỏa tâm lý, tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu với căn bệnh ung thư. Hành trình chống chọi với ung thư là một cuộc chiến cam go, nhưng không phải là không thể chiến thắng. Với sự hỗ trợ của phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, những bệnh nhân ung thư nghèo có thêm niềm tin và hy vọng về cuộc sống. Nơi đây là minh chứng cho tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng bác ái cao cả của con người. Kêu gọi chung tay để giúp đỡ những bệnh nhân ung thư nghèo tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Chúng ta hãy chung tay góp sức bằng những hành động thiết thực, quyên góp tiền, vật chất. Mỗi đóng góp của bạn sẽ giúp phòng khám có thêm nguồn lực để điều trị cho bệnh nhân ung thư nghèo. Tình nguyện, tham gia các hoạt động tình nguyện tại phòng khám như nấu ăn, chăm sóc bệnh nhân, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, lan tỏa thông điệp, chia sẻ thông tin về phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, để nhiều người hơn nữa biết đến và chúng ta giúp đỡ. Hãy cùng nhau mang đến hy vọng và niềm tin cho những mảnh đời bất hạnh, giúp họ chiến thắng căn bệnh ung thư và hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, nằm trên mảnh đất hiền hòa của Trà Vinh, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, như một tia nắng sáng hy vọng cho những bệnh nhân ung thư nghèo. Nơi đây họ được tiếp nhận và hỗ trợ điều trị miễn phí, được yêu thương và được chăm sóc chu đáo bởi đội ngũ y sĩ tận tâm, cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Hành trình tiếp nối yêu thương được thành lập bởi cố linh mục Cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Phòng khám là một hiện thân cho tình yêu vô bờ bến của cha dành cho những người bệnh ung thư. Nơi đây áp dụng phương pháp hỗ trợ điều trị kết hợp với y học cổ truyền và hiện đại,
sử dụng thảo dược nano và công nghệ nấu cháo nano mang đến hiệu quả tích cực cho bệnh nhân. Sự hỗ trợ thiết thực điều khiến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không trở nên đặc biệt là việc hỗ trợ điều trị hoàn toàn miễn phí cho bệnh nhân nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Bệnh nhân được cung cấp đầy đủ thuốc men, thức ăn, chỗ ở và các nhu cầu thiết yếu khác trong suốt quá trình điều trị. Tình yêu thương lan tỏa đến với phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Không chỉ được điều trị bệnh, các bệnh nhân còn được tiếp thêm sức mạnh tinh thần bởi tình yêu thương của đội ngũ y sĩ và tình nguyện viên. Nụ cười, ánh mắt ấm áp, những lời động viên chân thành đã tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho họ chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Niềm hy vọng nhen nhóm, câu chuyện của những bệnh nhân ung thư được hỗ trợ điều trị thành công tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương. Nơi đây không chỉ là nơi chữa bệnh mà còn là mái ấm yêu thương chắp cánh cho những ước mơ về với cuộc sống tươi sáng. Để tiếp tục sứ mệnh cao cả của Cha Pedro Nguyễn Văn Tường, phòng khám cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Mỗi đóng góp dù nhỏ bé cũng sẽ góp phần mang đến hy vọng sống cho những bệnh nhân ung thư nghèo. Hãy cùng chung tay để lan tỏa tình yêu thương, tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhân ung thư tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không. Đầu tiên là bệnh nhân phát hiện được là cá vú giai đoạn 3, là điều trị bệnh viện ung bướu Nghệ An 8 mũi hóa chất, 25 tia xạ trị. Rồi về được một năm 7 tháng là bệnh nhân đi vào đấy là được 2 tháng là được xuất viện luôn, là khỏi bệnh luôn. Cái kết quả thầy Thanh nó phân tích sao, kết quả mà mình khám gần đây nhất nè? Gần đây nhất là thầy Thanh bảo là bây giờ là ổn cả thôi. Là thầy Thanh bảo là chỉ có về là ăn thêm thiểu kali á, là phải ăn thêm rau củ quả nhiều là được rồi, có mọi điều chuyện là ok hết. Rồi khi mà thầy Thanh cho biết vậy, mình trong cái nói chung là trong lòng mình vui như thế nào? Trời ơi, cảm động lắm, cảm ơn các thầy và cảm ơn rất là nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ để cứu vỡ những bệnh nhân ung thư, những bệnh hiểm nghèo để trở lại cuộc sống bình thường, rất là cảm động ạ. Cảm ơn các thầy rất là nhiều ạ. Nghe thông tin ở trên thông tin của kênh Thanh Võ là đi vào là bệnh nhân gần Tết là bệnh nhân đi vào đây luôn. Rồi là vào được 2 tháng là đi xét nghiệm, là giờ là thầy Thanh bảo ok rồi, đến mai là làm lễ ra viện là bệnh nhân được về. Những người ở chung ở trong nhà trọ ta vui mừng như thế nào? Vui mừng, người ta đến thăm hỏi, người ta bắt tay, người ta ríu rít mừng lắm. Rồi là người ta có thêm động lực để người ta tiếp tục là điều trị ở các thầy, họ vui sướng lắm. Có thể chia sẻ những cái bí quyết gì mà để lành bệnh cho những bệnh nhân còn lại không? Dạ, cứ bảo bệnh nhân là cứ theo pháp đồ của các thầy, của cha. Là mình cứ khỏe lên, cứ ăn cháo đúng 4 lít. Thuốc uống đầy đủ, rau củ quả mình không được ăn các cái thứ động vật. Rồi là mình cứ theo pháp đồ thầy chỉ dẫn làm sao mình cứ làm vậy là mình ok. Rồi có thể cho em, nó có thể là bộc lộ thêm là khi về nhà mình làm chuyện gì không? Bây giờ về nhà thì các thầy và Xuân Dũng là nghe nói là cho một tháng thuốc á. Thì mình về mình cứ tiếp tục, mình ăn cháo nano, mình uống trà thảo dược, nước kiêm đầy đủ, là khoảng phải tiếp hành trình đến 2 tháng nữa là cứ theo pháp đồ của cha. Sau mình thì mình cứ là không được ăn thịt cá, không được mọi thứ, là mình không được dùng cái đạm động vật. Xin em cho biết họ tên với mình đến từ đâu? Em là Đỗ Văn Trí, đến từ Nam Định. Vâng. Thì em có thể cho biết là ông ngoại á, vâng, tình hình của ông ngoại là lúc đầu cái triệu chứng như thế nào? Ông ngoại thì cách đây khoảng tầm 3 tháng thì triệu chứng đó là sốt và sút cân.
Thì trước thì ông hồng hào, nhưng bây giờ thấy da vàng thì bắt đầu là gia đình cũng cho đi kiểm tra. Trước đấy thì ông cũng bị xơ gan rồi, đi kiểm tra thì phát hiện có tế bào ung thư. Thì với cả ông yếu nữa cho nên là nhà gia đình quyết định là không muốn cho ông xạ trị, bởi vì sợ ông không chịu được. Cho nên là con đứa con tác tin vào Chúa là gia đình đưa ông vào đây. Vâng. Rồi tức là vô đây làm sao biết cái này vô đây? Thực ra thì nó cũng là một cái cơ duyên khi mà cậu của con thì cũng là một người gần như ăn chay, thì rất thích cái phương pháp điều trị bằng thực dưỡng. Cậu là người đầu tiên là không cho ông quyết định điều trị bằng Tây y. Đấy, bởi vì cậu bảo là bây giờ ông cũng bảy mấy tuổi rồi, thì mà bây giờ cho ông sức khỏe yếu mà điều trị bằng Tây y nó rất là mệt. Thế nên là ông muốn ông nhẹ nhàng, không muốn đau. Vì vậy mà cậu cũng tìm hiểu cái phương pháp thực dưỡng của một vị ở Nhật. Sau đó là tìm hiểu ở Việt Nam thì có được hai chỗ. Một là ở Đồng Nai của một vị sư, nhưng mà chúng con là theo đạo Công giáo. Vì vậy mà lại có một cái cơ duyên nữa là em cọc trèo với ông là bác sĩ. Đấy, em cọc trèo với ông ngoại là bác sĩ thì cạnh nhà ông em cọc trèo của ông ngoại thì lại có một người đang điều trị ở đây và đã khỏi bệnh rồi, bảo là điều trị 2 tháng thì khỏi rồi, chú ấy vừa ngồi đây. Thì là xin được liên lạc với chú, số liên lạc của chú thì chúng con là bay vào Cần Thơ, sau đó vào khấn ra biểu diệt là chúng con vào đây luôn. Và chúng con biết là cũng là cái cơ duyên thôi. À, ông ngoại hiện tại ở với ai? Ông ngoại thì hiện tại ở cùng với, ở trong này hay là ở ngoài? À, ở ngoài kia thì ông ngoại là ở cùng chung với bà ngoại. Thì ở nhà đấy thì là nhà ngày nào con cũng hoạt động ở đấy vì là xưởng sản xuất của con ở đấy. Và trước đây thì ông ngoại là ban ngày thì là ở chung với con. Là có những cái bức xúc này. Ông nuôi con từ nhỏ đến lớn. Nuôi em nuôi cháu từ nhỏ hả? Đến tận lúc khi lấy vợ là ông ở cùng, đồng hành từ nhỏ đến lớn, từ đi học đi làm kinh doanh ông đồng hành hết, ngoài lo hết ông đồng hành cùng. Cũng ông ngoại bệnh này bây giờ cố gắng chăm sóc cho ông ngoại khỏe lại đi. Dạ vâng. Phòng khám này sẽ nói chung nếu tin tưởng phòng khám này, dạ, thì các thầy cũng ráng cố gắng, vâng, để cho ông ngoại khỏi bệnh. Dạ. Rồi, dạ vâng. Dạ vâng. Ông ngoại bệnh gì? Ông ngoại gan. Khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao dừa
Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy
xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.